trông cứ như sữa đặc ý nhở. Ui, vừa uống vào phát có tác dụng luôn này. Tẩy run nào hai bạn trẻ ơi. Mới nhắc đến tẩy run mà May và Julie đã chui vào gầm tủ trốn rồi. Gầm tủ thì hẹp, nằm lòi hết cả ra. Dụ May thì dễ thôi, chỉ cần một cái bát đầy ự pate là được. Dù chặng đường có khó khăn thế nào thì cũng không cản được May đến với bát pate của mình. Công chúa Julie còn lâu mới dụ được kiểu đấy. Chị đẹp nhưng chị không tham ăn. Có một ít mãi không rút được, tôi đành phải đổ ra bát. Ui, trông cứ như sữa đặc ý nhở. Sữa để chấm bánh mì đấy mày. Nào há miệng ra, ngon lắm. Xong, cái bụng bự này toàn run thôi. Riêng Julie cứ phải chờ bao giờ chị chán chị tự chui ra. Julie rén, cụp hết cả tai vào. Sữa chua Julie ạ, uống vào xong là sinh gấp 100 lần. Ba bơm nhẹ lắm, không đau đâu. Ui, vừa uống vào phát có tác dụng luôn này. Julie xinh thế nhở? May hỏi tôi uống xong có được đẹp như Julie không? Tôi chỉ biết trả lời là cỡ May phải hút 10 lọ nữa.